một share, một subscribe và đừng quên cho Lệ luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên ủng hộ cho Hero Team bọn mình nữa. Và các bạn ơi, trong khi xem này, nếu các bạn thấy quảng cáo thì các bạn xem một quảng cáo từ 5 đến 10 giây để các bạn có thêm tiền mua cà rốt để ăn sáng nhá. Ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và video ngày hôm nay của Cá Mùi sẽ nói về việc gọi là hội chị em nhuộm tóc các bạn ạ. Nhắc đến nhuộm tóc thì các bạn sẽ nghĩ là uầy, hội chị em chơi lại ăn chơi xa đoái các thứ, gọi là nó thế nào ta, nó rất là kiểu khác người ấy mọi người. Nhưng mà với Hero Team, với Cá Mùi thì Cá Mùi không nghĩ thế. Tại vì kiểu nhuộm tóc này á, thứ nhất là nói lên con người mình này, thứ hai này á là cũng thể hiện là kiểu mình không giống mọi người các bạn. Nhưng mà cái không giống mọi người thì đúng thật mà, đúng không mọi người? Còn mọi người có thấy Hero Team kiểu mọi người có giống ai không? Tất nhiên là không giống ai, đúng không mọi người? Ai cũng khác lại hết trơn á. Và hiện tại thì Cá Mùi có một tin dành cho các bạn, đó chính là full hội chị em nha, chỉ có hội chị em thôi. Đó chính là hội chị em Hero Team hiện tại đã nhuộm tóc theo đúng màu của nhân vật mình luôn á. Tất nhiên là trừ Cá Mùi, nhưng mà Cá Mùi được cái thì Cá Mùi lại là hai màu các bạn ạ. Cá Mùi có hai màu xanh và màu cam, nên là nếu Cá Mùi nhuộm màu cam thì vẫn tính là Cá Mùi nhuộm màu của Cá Mùi nha các bạn, tức là chỉ có hội chị em thôi. Còn hội anh em thì toàn chơi xám khói không à. Thật luôn á, trừ chỉ có duy nhất một người khác biệt, đó chính là Phong Cận là nhuộm màu xanh đậm thôi. Còn lại hội anh em bất kỳ ai cũng chơi xám khói hết trơn luôn á. Con trai thì nếu mà nhuộm màu á thì kiểu ví dụ Siro mà nhuộm màu hai đầu, hai màu hai bên á thì các bạn thấy nó cứ sao sao không các bạn. Chứ còn Cá Mùi thấy là nếu mà lúc mà nhuộm á thì lúc đấy thì mới tính được các bạn ạ. Tại vì cái này chỉ là lên trên hình á, chúng ta chưa biết được sự thật thì nó như thế nào. Còn hội chị em á, hội chị em thì cũng như các bạn biết đây, hồi Cá Mùi là lúc còn vẫn đang còn tóc màu kiểu nâu nâu các bạn. Thật ra từ hồi với các bạn, hồi mà quay video với các bạn á, lúc đấy tóc của Cá Mùi cũng không phải là màu đen đâu, mà tóc của Cá Mùi hồi đấy là màu nâu, tại vì nhìn màu nâu nó cho nó trẻ trẻ mọi người. Nhưng mà khi mà lên máy quay này hoặc là lên camera thì nó gần như là thì nó gần như là gì ta, thì nó gần như là màu đen á, nhưng mà thật ra nó là màu nâu nha. Đấy, cái này Cá Mùi đố bạn nào biết luôn, thật sự luôn, cái này là Cá Mùi bật mí để Cá Mùi nói thì các bạn mới biết, chứ còn bình thường làm sao các bạn biết được, đúng không? Đó, Cá Mùi nhuộm màu nâu. Và sau đó thì cái hồi mà năm ngoái và tháng 7 fan meeting các bạn ạ, thì Cá Mùi đã nhuộm sang một màu, đó là màu hồng. Màu hồng này thì Cá Mùi nhớ là Cá Mùi nhuộm là hồng đào, nhưng không hiểu sao các bạn ơi, nhuộm lên thì nó lại ra cái màu tím tím. Và sau đó, sau khi nó phai đi các bạn thì nó mới ra cái màu hồng. Và sau phai lần nữa thì nó lại ra màu cam. Trời ơi, Cá Mùi thề với các bạn luôn, cái màu hồng, cái màu cam lần nhuộm đấy của Cá Mùi, Cá Mùi tự hào thật sự luôn, vì nhìn màu nó rất là đẹp. Còn sau đó thì kiểu sau khi mà chân tóc của Cá Mùi, đây là Cá Mùi gửi cho các bạn cái hình này này. Đó, hình này là cái hình lúc mà chân tóc đen nó đã mọc ra. Các bạn để ý cái chân tóc của Cá Mùi nha. Đó, chân tóc thì màu đen, nhưng phía bên ngoài nó lại có màu cam cam nhạt nhạt á. Lúc đấy thật ra thì cái màu của Cá Mùi nó không được đẹp như trong hình đâu. Bên ngoài á, chỉ có lên hình khi mà chụp á thì sẽ được có ánh sáng chiếu vào này, ánh sáng vàng này, rồi ánh sáng trắng chiếu vào thì nó tạo ra hiệu ứng và tạo ra cái màu đẹp đấy, chứ thật ra là màu tóc bên ngoài là không có đẹp được như vậy đâu. Và sau đó thì mọi người gần đây nha, mới gần đây 1-2 tháng gần đây thôi, mọi người có đi chụp ảnh và kiểu đi chơi á, thì Cá Mùi quyết định là lúc đấy á, hội con trai ấy, trời ơi, hội con trai đi nhuộm lại quá trời luôn, thế là Cá Mùi cũng bắt chọn khoảnh khắc luôn, Cá Mùi cũng đi nhuộm lại luôn. Và sau đó thì đây là cái hình ảnh là lúc mà Cá Mùi đi nhuộm lại mọi người. Mọi người nhìn thấy đây là màu đỏ mà đúng không ta? Nhưng mà không hiểu sao khi mà cái màu đỏ này là màu đỏ cam, lúc mới nhuộm vào thì nó ra cái màu như kiểu đúng, cái này thì hơi buồn nhưng mà đúng là thật sự là như cái công chúa gì ta, công chúa tóc xù này hoặc là công chúa đầm lầy ấy các bạn. Thật sự luôn, màu tóc đấy rất là giống luôn. Nhưng mà hiện tại may mắn làm sao các bạn ạ, màu tóc nó đã nhạt đi rồi. Đó, và nó sẽ được ra cái màu như thế này này. Đó, trời ơi, màu đẹp quá trời quá đất luôn, nó thề với mọi người luôn. Nhưng mà bây giờ thật ra là Cá Mùi cũng không ưng lắm á mọi người, tại vì cái màu của Cá Mùi muốn á là cái màu cam như trên cái hình cơ. Nhưng mà thật ra cái màu chính gốc của Cá Mùi khi mà nhìn bên ngoài thì nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà nói chung là cũng đẹp hơn là màu đen các bạn ạ. Nói chung là cũng tạm ổn đó mọi người. Và nói về hội chị em khác thì sao, chúng ta có Sammy và Simmy. Bình thường các bạn nhìn thấy Simmy là một cái màu đen này, và thật ra có một sự thật đó, ngày xưa là Simmy cũng từng nhuộm cái màu nâu rồi, nhưng mà sau đó thì Simmy thấy màu này không được đẹp lắm thì phải, nên là Simmy quyết định là bỏ đi các bạn ạ. Không hiểu sao luôn á, bỏ đi tức là xong rồi Simmy đi nhuộm đen á,
Camui thề với các bạn luôn là đó giờ Camui thấy chưa bao giờ Camui thấy một cái trường hợp là như trường hợp Simmy các bạn, thề kiểu nhìn nó không đẹp phát là đi nhuộm mà nhuộm lại đen luôn á, tại vì không hiểu sao bị Mr. Vịt chê hay mọi người ạ. Simmy nhuộm màu nâu nên là bị Mr. Vịt chê, và sau khi Simmy nhuộm màu đen thì Simmy đã để màu đen đến tận bây giờ các bạn, nhưng hôm bây giờ nó đã khác rồi các bạn ạ. Simmy không để màu đen nữa đâu các bạn ạ, mà bây giờ Simmy đã trở thành một con người khác. À khoan, cái này chưa được. À, cái này chưa khoe được tại vì Camui không có hình chụp riêng, chỉ có hình chụp chung thôi nên là phải nhắc đến Sammy nữa. Sammy đúng không các bạn? Sammy là màu tóc của Sammy ấy là đúng là thuần màu đen luôn. Nhưng thật ra Sammy khoan, tính ra hội cả chị cả em Sammy lẫn Simmy đều có một cái gãy lai ở đằng sau gáy. Đó, đây là các bạn đó, như cái hình này là các bạn có thể nhìn thấy cái cọng màu xám xám ở màu trắng trắng đúng không? Thật ra là Sammy có nhuộm lai, tức là chọn một cái khoảng tóc ở đằng sau dưới gáy á và sau đó nhuộm, nhưng mà khi mà phủ tóc đen lên á thì bình thường sẽ không thấy đâu, trừ khi mà kiểu phải mở ra á, thì mới thấy. Và Simmy thì cũng như vậy luôn, nhưng mà cái màu của Simmy thì đó giờ Camui để ý là không thấy, hình như là do Simmy để tóc ngắn quá mọi người, nên là bình thường không ai thấy hết trơn. Còn của Sammy thì còn thấy, tại vì Sammy tóc dài là rất dễ là bị lộ ra, còn Simmy tóc ngắn thì không lộ được. Và đây hai cái màu đen này thì thật ra thì Simmy và Sammy để màu đen cũng rất là đẹp. Nhưng các bạn à, khi Simmy Sammy nhuộm lên cái màu thì thật sự với các bạn luôn là màu nó còn đẹp hơn. Nhìn thật sự nhìn rất là tiểu thư và nhìn cảm giác nó rất là sang chảnh luôn các bạn. Và đây, đó, đây chính là chị em Sim Sam khi sau khi nhuộm các bạn à. Trời ơi, Camui nó thề với các bạn luôn là Camui chưa bao giờ thấy cái trường hợp nào mà nó đẹp như vậy luôn mọi người. Và đẹp thật sự luôn á. Trời ơi, các bạn nhìn màu tóc của Sam nha. Cái lúc này là Sammy mới nhuộm xong, nên là tóc của Sammy nó sẽ có màu tím, hơi tím tím một xíu. Các bạn biết nguyên nhân tại sao không? Tại vì khi mà mới đầu nhuộm á thì chúng ta sẽ mới nhuộm, sau khi nhuộm xong ấy thì nếu mà chúng ta gội đầu thì màu tóc sẽ bị phai ra. Và nếu mà chúng ta nhuộm đúng màu ngay từ cái ban đầu á thì thật sự là cái màu tóc nó sẽ không được đẹp về sau á. Và đấy, cạnh gì đây trời. Ok, và khi mà mới nhuộm á thì nó sẽ ra một cái màu nó hơi khác so với màu dự tính của mình ban đầu. Giống như Camui ấy, Camui muốn nhuộm màu hồng đào đúng không, nhưng mà khi Camui mới nhuộm xong á thì nó sẽ ra một màu tím. Còn Sammy cũng vậy, Sammy cái màu của Sammy muốn gọi là muốn nhuộm là màu xám khói, các bạn nhớ nhá, là màu xám nha các bạn. Nhưng mà khi Sammy mới nhuộm xong á thì nó sẽ có một cái ánh tím ở đấy. Và đấy là nguyên nhân tại sao các bạn thấy ủa Sammy muốn nhuộm muộn màu xám mà nó lại ra màu tím, là vì nguyên nhân đấy nha các bạn. Nhưng mà sau một hai lần gội, vài lần gội các bạn, thì cái màu tím đấy đã không còn nữa, như cái bức hình này này đó. Đó, cái này thì là Camui và Sammy, cái này là Sammy dùng mặt trôn nha các bạn, tại vì Camui không còn cái nào chụp chung mà sau khi Sammy đã bị phai màu một xíu hết. Đó, thì tóc của Sammy các bạn để ý không? Nó đã thành màu xám rồi, nó mất cái màu tím đi rồi á, nó chỉ còn màu xám thôi á các bạn. Và thật sự luôn, màu tóc của Sammy đúng đẹp luôn. Và sắp tới thì Hero Team cũng sẽ đăng ra một cái MV như cái tạo hình mà Camui và Sammy đã chụp ở đấy nha các bạn. Trời ơi, Camui thề với các bạn luôn á. Trời ơi, Hero Team thật sự là rất là ngầu luôn. Tất nhiên là trừ Camui. Em buồn thật sự mọi người. Em cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà cuộc sống của mọi người đó, nói chung là Camui bật mí với mọi người thế thôi. Và cái ngày ra MV đấy sẽ là ngày 14 tháng 2 nha các bạn. Mà Camui cũng chả hiểu sao Hero Team hoặc là ai đó đã chọn ngày ra cái MV đấy là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân mọi người ạ. Hoặc là có thể nói là đấy là mùng 3 Tết luôn mọi người. Thật sự luôn á, ui, ra MV vào đầu năm mới. Các nên là các bạn ơi, nếu mà các bạn là fan của Hero Team ấy thì các bạn hãy xem cái MV đấy nha các bạn, vì thật sự luôn. Đó, cái MV đấy nha là không phải là người khác hát đâu, mà chính thành viên, chính từng vơ của từng người hát, là tất nhiên là Camui cũng có hát nha mọi người. Đó, nên là nếu các bạn là fan của Hero Team, đặc biệt là fan của Camui, thì các bạn hãy nghe và cày view nha. Rồi, tiếp theo đến Simmy đúng không? Đó, tiếp theo đến Simmy. Simmy của chúng ta màu tượng trưng là màu xanh dương nhạt, như cái màu bé nòng nọc này các bạn. Ê, tính ra cái màu của Simmy là cái màu bé nòng nọc này mọi người. Là Simmy cũng có nhuộm, nhưng mà cái màu của Simmy á, thường thường người ta sẽ chọn nó là màu phai, tức là ban đầu nhuộm á thì nó sẽ ra màu đậm, và sau đó thì sau khi nhuộm xong thì nó sẽ ra màu phai. Màu phai của sẽ là màu của Simmy, nên là màu tóc của Simmy khi mà mới nhuộm
nhuộm ạ, nó sẽ có một màu xanh dương đậm. Và sau đó dần dần tóc của Simi sau khi phai ra thì nó sẽ có màu xanh dương nhạt của Simi á. Nhưng mà lúc mà nhuộm lên thế này thì Camui nghĩ là màu nó cũng khá là chuẩn đúng không các bạn. Đây này các bạn nhìn hình của hội trẻ em này các bạn đó. Còn Timmy thì trời ơi chúng ta khỏi nói rồi đúng không các bạn. Timmy cũng có nhuộm màu hồng của Timmy. Và cái màu hồng của Timmy thì Timmy cũng nhuộm từ pha matting giống Camui rồi. Đó nên là cái màu của tóc của Timmy thì vẫn là hồng cánh sen vẫn là hồng cánh sen đó mọi người. Trong khi màu của Timmy thật ra, ê thật ra nha các bạn, có đố Camui, đố bạn nào biết màu thực sự, màu nhân vật của Timmy á, người ta gọi là gì nha, không phải là hồng cánh sen đâu nha. Bây giờ Camui sẽ bật mí cho các bạn nè, mà thực ra màu của Timmy người ta gọi là màu hồng phấn chứ không phải là màu hồng thường nha. Ví dụ màu này là màu thường này đó, màu hồng này là người ta gọi là màu hồng, hoặc là gọi nhiều lắm là gọi là màu hồng cánh sen á. Nhưng mà màu của Timmy nó sẽ là màu hồng của những cái như kiểu mấy cái hoa đào này này, và người ta gọi là màu hồng phấn chứ người ta không gọi là màu hồng thuần hoặc là màu hồng cánh sen á. Nên là khi mà tiếc là rất tiếc cho Timmy là khi Timmy nhuộm á mọi người thì nó lại ra màu hồng cánh sen. nhưng mà cũng không sao, nó vẫn là đều là tông hồng thôi. Mới lại là sau khi nó phai đi á thì nó cũng sẽ ra màu hồng phấn của Timmy thôi. Nhưng mà cái lúc mà mới nhuộm xong á các bạn, nhìn màu hồng cánh sen ai cũng cười phớ lớn lắm mọi người. Tại vì màu hồng cánh sen các người hồng hiểu ra các bạn, màu hồng phấn thì nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà màu hồng cánh sen thì nói thật là Camui cũng không thích màu hồng cánh sen cho lắm. Ok, và đây là cái hình mà hội chị em Hero Team đó nhuộm và đứng rồi còn mặc đồ đẹp nữa. Và các bạn ơi, các bạn thấy là Hero Team này hội chị em sau khi nhuộm xong á thì các bạn có thấy nó đẹp không? Nếu các bạn thấy đẹp thì các bạn hãy cho Camui một like nha các bạn. Vì thật sự luôn nó rất là đẹp luôn. Wow, đẹp thật sự luôn á, thề với mọi người. Cái lúc này lại còn mặc bộ quần áo cũng khá là đẹp nữa. Mỗi tội cái đùi của tôi cái đùi giò kỳ lạ của tôi thì tôi cũng không muốn nói đến mọi người. Cái đùi giò kỳ lạ nó lạ lắm, nó lạ thật sự đó mọi người. Ok và các bạn ơi, và video của Camui đến đây là kết thúc rồi nè. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên cái chuông để luôn nhận được thông báo nha. Và đừng quên ủng hộ cho Hero Team bọn mình nữa. Và video của Camui đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau nha. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký. Bye bye.